Xin giới thiệu với tất cả anh em nha. Đây là lá rau rừng. Đây nè. Lá rau rừng này là vào tháng 3 dương lịch mọi người thì nó hay mọc lá non. Đó, và sau những cái tháng đó thì lá nó rất là già rồi. Và là rau rừng này á thì mình ăn rất là ngon luôn, mình về nấu canh hay là gì nha, rất là ngon. Đây nè. Mà chủ yếu là chúng ta chỉ lấy những cái lá mà có cái đọt non như vậy thôi. Còn những lá mà nó già rồi mình không thể nào ăn. Ăn cũng được nhưng mà ăn dai lắm. Thì đây này, nếu hôm nay Phúc lên đây Phúc hái, Phúc chỉ ngắt mấy cái lá nào mà non non kiểu này nè, mà những cái đọt non như này về mình nấu như là cá hay là thịt gì đó thì rất là tuyệt vời luôn. Và đây Phúc cũng xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là rau rừng nha. Đây này, những cây rau rừng rất là to đó, toàn bộ đây là những cây rau rừng. Và phía bên này Phúc sẽ quay cho mọi người xem những cái trái của nó nè, để mọi người có vào rừng bên vùng của tất cả mọi người á. Đây này, đây là trái rau rừng nè. Đó. Thì cây nó cũng hơi lớn nha, cây nó cũng nói chung là vẫn còn lớn hơn thế này nữa. Nhưng mà chúng ta để phân biệt rau rừng này thì nó có loại trái như thế này. Và trái nó thì nếu trái nó mà non cỡ này này. Đây này, sẽ ngắt cho mừng xuống. Trái nó non cỡ này là mình ăn được nha. Mình luộc cho nó chín mềm á thì mình ăn được. Mà trái nó mà già quá thì mình ăn không được bởi vì nó hơi cứng. Đây này, trái của rau rừng mọi người. Không biết vùng bên địa phương của tất cả mọi người có những cái trái rau rừng này không? Thì theo như Phúc biết thì rừng bên Phúc thì rau rừng này rất là nhiều luôn. Đó. Thì mọi người vào rừng đừng có lo sợ gì. Những gì mà trong rừng có thể ăn được thì Phúc sẽ chia sẻ cho mọi người xem và giới thiệu cho mọi người biết để những vùng địa phương của mọi người có những rau rừng này không? Để mọi người có biết và còn tận dụng để hái ăn nữa. Đây này. Như trái non như thế này nè. Chúng ta ăn được nha. Đây là trái rau rừng. Đây là trái nó rất là tuyệt vời luôn. Giờ mà trái này ăn được nha. Tại vì nó còn non mà nó già quá thì không được. Và cái tháng này thì nó vừa ra trái, vừa ra mấy cái đọt và lá non. Nếu mà chúng ta ngắt xuống hết mấy cái lá đọt non như này nè mọi người, tỉa cành cho nó thì vài tuần sau thì nó sẽ mọc những cái lá non rất là nhiều luôn. Và nếu chúng ta không tỉa lá cho nó thì nó không thể nào mà mọc lá non được. Mà nó chỉ mọc vào tháng 3 dương lịch thôi. Đây là những lá già nha. Mà lá già mình không thể nào ăn. Bởi vì ăn không phải là chết người. Nhưng mà nó dai. Đây là mình chỉ lấy những lá cái đọt non như thế này nè. Đây nè. Đây, những lá nào mà còn non là mình ăn được. Đây là tổng hợp rau rừng Phúc xin gửi đến video này cho mọi người xem vui vui vậy thôi. Sẵn dịp lên đây Phúc hái Phúc ăn mọi người. Nhưng mà Phúc chỉ hái thôi nha. Phúc không thể nào mà quay những cái cảnh ăn đâu, tại vì Phúc hái hôm nay Phúc lên rừng Phúc hái thì Phúc sẽ về nhà Phúc và Phúc sẽ chế những món này ăn thôi. Đây này, điển hình như vậy này, nếu mà chúng ta đi vào rừng mà thấy những lá này nè, đó, lá non như vậy mọi người ăn rất là tuyệt vời luôn. Đây nè, đấy, mà lá mà nó già quá thì mình ăn không được. Hôm nay Phúc lại dắt thêm hai con chó của mình, một con chó màu trắng, một con có chó đực thì màu vàng, nó đi lên trên này rồi. Đây, Phúc sẽ hái những rau này cho mọi người xem. Đây. Nè, mình chỉ lấy lá những non như thế này. Đó. Mà... Lá nào mà non thì mình có thể ăn được nha. Rồi, ok. Xin tạm dừng video tại đây anh em ơi.